Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ tư trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ tư này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập đánh động tác số 8 nằm ngang và dọc. Trước tiên chúng ta cầm côn thuận và cũng cách đầu côn khoảng 2 cm. Tiếp theo, chúng ta đánh số 8 nghịch từ dưới lên. Chúng ta bắt đầu bằng 1 như thế này nhá, bằng một số 0 ở ngoài, sau đó hất sang bên trái, sau đó hất lên sang bên phải, nó sẽ tạo ra như này. Đó, đó, có quán tính và đánh ra. Đó, bạn Đức làm chậm để mọi người nhìn theo nhá. Rồi, bạn Đức đứng ở giữa màn hình nào. Ok, chuẩn bị, lên. Đánh ngược từ dưới lên. Các bạn để ý sẽ thấy là nó sẽ viết thành hình số 8. Ok, bạn Đức xoay ngang. Vị, lên. Xoay ngoài, trong. Đấy là đánh số 8, nghịch. Ngang từ dưới lên. Thôi, bạn Đức về vị trí. Mình sẽ lưu ý với các bạn như sau này. Đối với động tác số 8 này, nếu như bạn nào mà chưa làm được tốt và cảm thấy rất là khó tiếp thu ấy, thì các bạn hãy đánh rộng nó ra như sau. Đánh côn thế này. Sau đó đánh rộng này, các bạn nhìn này. Đấy, đánh rộng nó ra như thế này. Sau đó chúng ta đánh hẹp dần. Khi nào mà các bạn đánh hẹp vào thế này thì lại là cái cổ tay các bạn hoạt động. Đấy, khi đánh rộng thì là cái bả vai các bạn hoạt động. Đấy, đánh rộng thế này là bả vai hoạt động. Đây là hất từ dưới lên, các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, hất từ dưới lên thế này. Nhưng khi đánh vào gần, hẹp quỹ đạo nó lại nữa như thế này. Đấy, thì là lúc đấy cổ tay nó sẽ hoạt động. Đấy, đấy chính là số 8. Nghịch từ dưới lên nằm ngang. Tiếp theo chúng ta đánh số 8 thuận ngang từ trên xuống. Để đánh được động tác này, chúng ta cầm côn sát vào phía đầu côn cách 2 cm. Chúng ta đưa côn lên cao như thế này để cho nó tựa vào vai chúng ta này. Sau đó chúng ta đánh bổ xuống. Khi bổ xuống thế này, chúng ta đưa sang bên phía trái của cơ thể chúng ta. Đây nhá. Đấy, đưa sang chiều ngược lại như thế này. Đây, mình sẽ như thế này. Đây, đánh xuống, đưa sang phía bên này. Đưa sang phía bên này. Đánh xuống cơ sang phía bên này. Đây như này nhá. Như này này. Các bạn đánh rộng ra nó sẽ như này này. Các bạn hiểu không? Đấy, bạn Đức thử đánh rộng đi. Đánh rộng, khua thẳng tay. Đúng rồi, đấy, khua thẳng tay sẽ như vậy. Đây, mình đứng lên mình sẽ đánh cho các bạn xem này. Khua thẳng tay này. Bổ xuống này. Cứ bổ trên xuống này. Đấy, viết thành cái chữ X ở trước mặt này. Nhưng vô hình nó sẽ là chúng ta đang viết số 8 là ngang. Sau đó chúng ta thu hẹp quỹ đạo lại. Thu hẹp lại. Đấy, nó sẽ như thế này. Bổ trên xuống các bạn nhé. Đấy, bổ trên xuống. Đấy, nó sẽ bổ trên xuống như này. Đấy, để làm động tác này ấy, thì các bạn thật dẻo cổ tay. Và các bạn chú ý là như sau. Khi mà chúng ta bổ này, cái quỹ đạo của chúng ta nó bay cách cái cánh tay này, phân côn cách cánh tay nó chỉ tầm khoảng 20 phân thôi. Đây, các bạn nhìn. Đấy, và khi bổ ra đằng trước nó có mục tiêu. Đấy nhá, như mình bổ đằng quỹ này. Đấy, có mục tiêu nhá. Đấy. Ôi, giờ sẽ làm động tác số 8 dọc này. Số 8 dọc như sau này. Chúng ta để côn phía bên này. Đấy, để côn phía này. Chúng ta quay vào trong đánh một số 0. Hết số 0 rồi đấy nhá. Đánh hết số 0 này. Số 0 ở dưới này đúng không ạ? Nãy chúng ta đang tập, nãy chúng ta tập với số 0 này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta quay được một vòng, khi hết một vòng thì quỹ đạo chỗ này thì là chúng ta đưa lên cao để vẽ thành hình số 8 như thế này. Đấy, các bạn chú ý này. Chú ý. Up, đánh vào trong này, lên trên này, trong này lên trên này, trong này lên trên này, trong này lên trên này. Đấy. Các bạn chú ý cái động tác này này.
chúng ta lại được học cái động tác này sát đầu rồi, đúng không nào? Quay sát đầu thì khi mà quay lên trên chúng ta cũng để sát đầu như thế nhé, chứ chúng ta đừng lên trên cao quá, thế này là nó đập vào đầu. Lên cao đấy, đập vào đầu đấy, xoay này đấy, đó, gần sát đầu nhá. Đây là số 8 dọc nghịch từ dưới lên nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là như vậy. Đấy, bạn Đức xoay người ngược lại để làm cho các bạn xem. Đó. Bạn Đức có thể làm nhanh như thế nào. Đấy, đây là tốc độ nhanh nó sẽ như này nhá. Các bạn sẽ để ý thấy không? Sẽ chạy qua trên đầu của chúng ta. Đó. Ôi. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập động tác số 8 dọc thuận. Bắt đầu từ việc để côn phía bên hông bên phía trái này của chúng ta nhá. Đấy, chúng ta xoay số 0 thế này. Nhá. Xoay một số 0 đến đây, cổ tay chúng ta ngửa ra thế này. Đây, lại nhá. Xoay này, ngửa cổ tay này. Ngửa cổ tay này, sau đó lên trên này, đưa lên đây. Đưa qua đầu, đưa xuống. Đưa qua đầu, đưa xuống. Đấy, nó thành số 8 thuận nhá. Đúng rồi, đấy, chính xác. Chính xác. Nhớ là cũng để tay sát đầu nhá. Tay cũng để sát đầu thế này này. Đừng để cao quá nhá. Đấy, bạn cứ thực hiện đi. Đây, mình sẽ thực hiện ở gần cho bạn xem nhá. Này. Này. Đập bên hông trái quay này, qua trên đầu này, qua trên đầu này, dưới này, qua trên đầu này, đó. Đó, bạn Đức có thể làm tăng tốc lên một chút nào. Đó, đối với động tác số 8 dọc này, chúng ta cũng làm hẹp lại được nhé. Thôi. Đấy, số 8 dọc nghịch như vừa nãy nhá. Chúng ta bắt đầu từ đây đúng không nào? Xoay ở đây. Đấy nhá, xoay vào trong này. Sau đó đánh sát. Sát cánh tay, không đưa lên đầu nữa. Sát cánh tay. Đây là đánh hẹp nhé. Đấy. Sát cánh tay này. Chạy trên cái mặt phẳng của cánh tay này. Đó, các bạn cứ tập tí một thôi. Rồi. Ôi, tiếp tục từ phía bên trái. Chúng ta tại đánh số 0 để đánh số 8 dọc thuận và hẹp. Đó. Đó. Đấy. Các bạn nên nhớ là cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn đứng hai chân rộng bằng vai nhé, đối với các động tác này nhé. Ôi. Tiếp theo, đây, thả lỏng cánh tay cho nó đỡ mỏi nè. Giúp cánh tay mỏi nhé. Đấy là cách mà giúp chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo, chúng ta cầm nghịch mà lại đánh số 8. Đấy, cầm nghịch mà đánh số 8. Chúng ta sẽ đánh số 8. Đây, cầm nghịch như này. Ok. Bạn hơi cầm sâu một chút, sẽ cầm cao một chút. Đấy, như thế nó đỡ vướng vào cái chỗ phần tay này của chúng ta này. Bây giờ này, các bạn chú ý này. Sẽ đánh số 8 ngang nghịch từ dưới lên. Nãy mình cầm thuận như này thì mình cứ đánh hất từ dưới lên như này, đúng không nào? Đấy, bây giờ mình cầm nghịch như thế này, mình sẽ đánh cũng tương tự như thế nhá. Đấy, đánh như này này, up đánh dưới lên này, như này lên này. Đấy, đánh rộng ra này, đánh rộng ra cho các bạn xem đã này, đánh rộng ra nhá. Đấy, cái đánh rộng hất này, cầm nghịch nhưng mà hất ra. Tại sao lại hất đi được? Bởi vì là như thế này nhá. Rồi, các bạn chú ý nhá, chúng ta hất đi này. Phát từ dưới lên này. Khi mà dưới lên thì chúng ta ngửa tay ra để chỉ. Đây, ngửa ra để chỉ nó. Đường côn. Sau đến đây chúng ta lại chỉ đi. Chúng ta lấy cái đầu này là cái đường dẫn, là cái đầu dẫn đây. Chỉ như này. Chỉ như này. Sau đó bạn Đức đánh hẹp lại nhỉ. Đánh hẹp lại. Rồi, số 8 nghịch. Mà cầm nghịch nữa chứ. Ngang nghịch phải cần cầm nghịch đấy. Chúng ta sẽ đánh ngược từ dưới lên như này nhé. Đó, cầm
nghịch, chúng ta đánh ngược từ dưới lên như này. Thôi, tiếp tục, chúng ta đánh thuận từ trên xuống. Muốn đánh thuận từ trên xuống, chúng ta đưa côn lên cao như này, rồi chúng ta bổ xuống cũng đánh theo số 8 như thế này. Đó, ban đầu chúng ta đánh quỹ đạo rộng như này, sau đó chúng ta hẹp lại này, hẹp lại này, ngoáy dẻo của tay. Đó, cái phần đầu này sẽ là phần dẫn chỉ đi đâu và côn quay theo hướng như vậy. Đấy, số 8 ngang thuận mà cầm mình từ trên xuống đấy. Đấy, đánh thuận trên xuống mà cầm mình. Bạn Đức yêu cầu bạn Đức ngoáy cổ tay. Đấy, ngoáy cổ tay, chính xác. Phải ngoáy như vậy nhá. Còn để một chỗ thế này cũng được này. Tay chúng ta để một chỗ cũng đánh được, nhưng mà yêu cầu chúng ta phải ngoáy được cái cổ tay như này thì nó sẽ tác dụng nhiều hơn trong việc khởi động cổ tay nhá. Đây, ngoáy như này. Ngoáy như này. Còn nếu không để nguyên tại chỗ chúng ta vẫn đánh được cơ mà. Để nguyên tại chỗ. Cái thân côn này nó sắp lên nhỉ. Vẫn đánh được nhưng mà nó cũng tốt bằng việc ngoáy thế này nhá. Thôi, tiếp tục là số 8 dọc. Ở tư thế cầm nghịch mà đánh nghịch nhá. Này, thả lỏng tay cho đỡ mỏi nào. Nào, chuẩn bị. Cầm vào đây. Chúng ta bắt đầu từ bên hông phải, xoay số 0 ngoài vào. Đây, xoay số 0 ngoài vào, đưa qua trên đầu. Đấy, chúng ta đánh được cái đường này. Đó, rất là thú vị. Cầm thuận như nào được, đánh được như nào thì cầm nghịch đánh được tương tự nhá. Lý Tiểu Long cũng dùng một số đòn từ động tác cầm nghịch và đánh số 8 này sử dụng trong chiến đấu đấy các bạn. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau nhé. Vì bây giờ mình đang hướng dẫn các bạn đánh các cái đòn rất là đơn giản thôi, chưa phải là ra lực. Ôi, chúng ta để bên hông trái và đánh thuận này. Số 8 thuận này, quay một số 0 này, ngửa lên trên, số 0, ngửa lên trên, số 0, ngửa lên trên. Đó. Đó, chính xác. Ôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong clip thứ tư. Clip hướng dẫn đánh các động tác số 8. Và tất nhiên đây là đánh những động tác số 8 rất là đơn giản thôi. Về phức tạp thì ở những clip sau đấy. Và bây giờ hiện tại mình đang hướng dẫn tập ở một bên tay thuận của các bạn. Thì yêu cầu các bạn chuyển sang bên tay không thuận và các bạn làm tương tự như vừa rồi. Đấy, thì sau khi thuận cả hai tay thì chúng ta sẽ tập nâng cao hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.